Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Zombie Tsunami. Đây, và đây là cái trứng chim huyền thoại cuối cùng. Cuối cùng mình cũng đã mở được cái trứng chim huyền thoại cuối cùng. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Và đây chúng ta sẽ đập cái trứng này. Tên hai cái không bể, một cái nữa không bể luôn, bốn cái. Và đây là tiên nữ xinh đẹp. Đây, tiên nữ xinh đẹp triệu hồi thiên thần, biến bom và phương tiện hành xu và tạo xu. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cái chú lắp cái tiên nữ xinh đẹp này thay thế cho con chim ngoài cỡ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu thôi nào. Đây, chúng ta sẽ đi chiến đấu. Tên. Ok. Nàng tiên cá xinh đẹp bắt đầu thả tiền cho chúng ta kìa. Quá tuyệt vời. Đây, và tiếp theo là siêu anh hùng đã dục cho chúng ta một cái não nữa. Đó, anh bạn siêu nhân của chúng ta rất là lợi hại luôn. Bắn ra tia laser luôn. Tên. Coi nào, rồi anh em chúng ta bị lọt hết một đám rồi. Cố lên. Siêu anh hùng cũng bắt đầu thể hiện bản lĩnh rồi kìa. Đó, chú siêu anh hùng này là bay gọi là đụng phá tất cả, có sức mạnh rất là phi thường luôn. Ok, lên luôn, bơ phát. Bùm. Đây, cái gì đây? Wasabi. Ok, đây là những anh chàng gô đội bóng mặc cái bộ giáp này là có thể đụng banh tất cả những gì ở trên đường. Bom hay là xe tăng, xe hàng, cái gì đâu là đụng banh hết. Tên. Ở đây là siêu hùng của chúng ta. Anh chàng siêu hùng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Anh này bay tới đâu là banh tới đó. Siêu anh hùng này gọi là siêu phá hoại. Ok, lên luôn. Hiện giờ anh em của chúng ta đang được 17. Ok, bây giờ là lên 20 mấy rồi. Quá đỉnh luôn. Coi nào, hôm nay mình sẽ phá kỷ lục 109 anh em. Cố lên nào. Nay là đã có sức mạnh của nàng tiên cá và anh chàng siêu nhân rồi, nên mình phải gọi là cố gắng hết sức. Tên. Cái gì đây? Anh em chúng ta đã biến thành một con rồng. Quá tuyệt vời luôn. Và đây coi là con rồng được 15 anh em. Con rồng của chúng ta có thể phun ra nước. Nó phun ra nước là nó làm cho banh những cái bom hết luôn. Quá tuyệt vời luôn đúng không nào các bạn? Tên. Chú rồng quá đẹp. Ok, rồi xong, con rồng nó hết rồi, hết thời gian sử dụng rồi. Bây giờ chúng ta cái gì đâu mà anh em bị lọt đĩa hết trơn vậy nè. Coi nào, tập trung coi nào, căng quá, còn có hai anh em à. Siêu anh hùng đã tới bảo vệ chúng ta kìa. Quá đỉnh luôn, nhờ chú siêu anh hùng này mà mình được một số anh em nữa rồi. Ôi, nhanh lên, trời ơi, mém nữa là bị chiếc xe tăng nó cản lại rồi. Do anh em mình ít quá không đủ để lật chiếc xe tăng. Ok anh em nào, coi tập trung cái gì đây. Cơn sóng tsunami quá đã. Cái cơn sóng này là gọi là cơn hết thế giới luôn. Bất kỳ cái gì cản trên đường mình là có cơn sóng này là nó dập banh chành luôn. Nó dập gọi là te tua tê tả. Ok, con này tiên cá lúc nào cũng đi hỗ trợ chúng ta rất là nhiệt tình. Và đây là anh chàng Superman. Superman đang biến thành khổng lồ và bay. Bay rất là tích cực luôn. Ok, xong, chúng ta đã hết cơn sóng rồi. Bây giờ là chúng ta phải tự lực cánh sinh. Ok, coi nào, có con nàng tiên cá xinh đẹp đây mà, cố gắng sống sót chứ.
không thể nào mà để banh xác được. Ô, cô ta này xinh đẹp, mới hung chúng ta ăn cái kìa. Ô, cô ấy đã giục cho mình được mấy đồng tiền. Và đây là anh chàng siêu nhân. Anh chàng siêu nhân đang bay để hỗ trợ chúng ta rất là ghê gớm luôn. Ô, thật sự là quá nhanh, quá nguy hiểm. À, ô, cô nàng tiên cá xin cho chúng ta một đống anh em nữa kìa. Ok, cô nàng tiên cá này rất tuyệt vời. À, giờ là được 91 anh em rồi. Thôi nào, tập trung căng thẳng. Do tốc độ hơi bị nhanh cho nên là anh đang tập trung rất là căng thẳng luôn. Lên luôn. Ồ, siêu anh hùng đã bắt đầu xuất hiện. Quá tuyệt vời. Anh siêu anh hùng này là có thể cản phá mọi thứ. Đúng rồi, ta phá bom, phá vàng, phá nhà, phá xe, phá cái gì cũng phá luôn. Ok, và đây là con rồng. Đúng rồi, con rồng gọi là nó phun nước, phun như phim Hồng Kông luôn. Quá tuyệt. Rồi nào. Cố lên. Ok, có đất liền là chúng ta mới sống được. Không có đất liền là chúng ta mệt mỏi đó. À, nó phun nước mà hả? Đúng rồi. Nó nhanh quá các bạn ơi. Thật sự là nó quá nhanh. Quá tuyệt luôn, bắt đầu siêu anh hùng đã bay ra phụ chúng ta. Cố lên, 100 rồi. 100 rồi anh em ơi. Rồi nào. Trời ơi, quá nhanh, quá nhanh. Rồi nào, tập trung, tập trung. Không có giỡn được, không giỡn được. Thật sự là mình rất là cố gắng luôn, nhưng mà giờ bị lột xuống hố hết rồi. Anh em rất là thú vị luôn. Ok, hôm nay mình chơi tới 100 cái não. Cố lên. Ten ten. Và bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp tục lại coi nào. Lần này mình sẽ cố gắng phá kỷ lục mới được. Con nàng tiên cá xinh đẹp dục những cái đồng tiền gửi cát xì ra cho được 4 đồng. Con nàng tiên cá này nghèo quá, không có như cái con chim ngọc. Đó. Anh chàng Superman dùng cho chúng ta một cái não. Ok, lên nóc nhà là lên nóc nhà luôn. À, mới vô thì nó cho mình chạy với tốc độ rùa bò lần nữa. Một chút xíu thì nó cho mình chạy với tốc độ bàn thờ. Tốc độ là tốc độ kinh hoàng luôn. Ok, bây giờ đã được 15 anh em rồi. À, siêu anh hùng nó bắt đầu xuất hiện. Bạn siêu anh hùng này rất là lợi hại luôn, có thể phá mọi thứ. Ok, khi mà anh ta biết ngọc lên rồi là không có gì có thể cản được anh ta. Chào mừng một anh bạn mới vào team. Ok, cái gì đây? UFO này là rất là tuyệt vời luôn. Nó có thể hỗ trợ cho chúng ta một khoảng thời gian khá dài. Bật xe. Thêm não. Có khi mà đi chiến đấu với nàng tiên cá và siêu anh hùng này rất là tuyệt. Lật luôn, anh em chúng ta đã được 20 mấy, ok. Superman là phải vậy chứ. Vậy là mình ham hố nhảy theo Superman này để có thêm anh em rồi. Tốc độ lên nào, 30 anh em rồi, team chúng ta hiện giờ đang là 30 rồi. Nhảy xuống địa hết rồi, chết rồi. Ẩu quá. Giờ mình di chuyển ẩu quá mà. Ok, nhãn sự khởi đầu nan gian nan, bắt đầu từ từ, không có gì phải vội vàng hết. Này tiên cá hung một phát, một đó là sẽ lãnh thưởng luôn, lãnh tiền luôn. Này tiên cá có cái tuyệt chiêu gọi là hung rất là ghê gớm. Ok, siêu anh hùng đã xuất hiện và siêu anh hùng bay qua luôn rồi. Ten ten. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình có video mới hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Và bây giờ thì chúng ta coi chiến đấu thôi nào.
65 rồi, 65, hiện tại đang là 65 cái nào. Tập trung lên. Yeah. Chiếc máy bay vừa bị phá hủy. Hiện giờ là 72. Ok. 75. Đó, tuyệt vời luôn. Khi mà đi chung với anh bạn siêu anh hùng này và con nàng cá xinh, con cá xinh đẹp này, con nàng tiên. Ok, cô tiên tên tên phá hết. Gọi là biệt đội siêu cảm tử. Gọi là cái gì cũng đụng phá hết. Quả dục tiền xuống xuống dưới vực luôn kìa. Tiên cá gì đâu mà phí tiền dữ vậy. Ông này này nàng tiên chứ không phải nàng tiên cá. Này kêu là nàng tiên thôi. Ok, siêu anh hùng bắt đầu xuất hiện. Rồi nào, mày siêu anh hùng này phải gọi là phá hoại rồi giữ lên chứ. Siêu anh hùng gì mà phá ít quá. Đó, cái gì đây, quả Shabi. Ok, gặp cơn sóng tsunami nữa rồi. Cơn sóng khổng lồ. Oh yeah. Cơn sóng này rất là kinh khủng luôn. Tên 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 tên. Lên nóc nhà là lên nóc nhà. 91 não rồi. Hiện giờ là 93, 94. Tập trung nào. Ok, hôm nay sẽ phá kỷ lục. Siêu anh hùng đâu rồi, phá lại coi. Đúng rồi, quay. Thời ơi, bấm lộn nút. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.